mời các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết văn học chiến tranh của tác giả Đình Kính. Sóng chìm. Sóng từ biển như một gã lười nhác ảnh ra mặc gió xô vào bờ, lừ đừ lăn qua lăn lại một cách nhẫn nhịn nơi mép nước. Đêm đặc sánh, không gian nhức nhối, ngột ngạt như sắp có dông. Phía biển mây đen phủ kín bầu trời, thỉnh thoảng một ánh chớp loằng ngoằng rạch dọc xé ngang vẽ lên không trung những hình thù kỳ quái. Sông Thạch Bàn hệt dải lụa đen thẫm, dẻo quẹo ôm lấy làng cát. Cái làng giống con ve sầu lột xác sau hè, một chiều tựa vào biển, chiều còn lại ngả ngốn ngửa ra áp vào dòng sông, và phần đầu húc vào thị trấn lân cổ đêm về nặng nề, thấp thỏm y như người đàn bà quá sắp đến ngày trở dạ ngủ không đẫy giấc. Tiếng sóng rời rạc mài lên bãi vọng vào, và ánh sáng mỏng mảnh từ thị trấn hắt về tạo cảm giác buồn thảm. Có cái gì đó bí bức, giống quả bóng cao su bơm căng trực bục. Căn nhà lợp lá giữa cuối xóm lù mù đèn dầu, chưa đầy chục khuôn mặt trụm lại trên chiếc chiếu mộc trải xuống nền đất, hướng về phía ngọn đèn. Sáu sinh ngồi kề đó, ánh sáng vàng nhợt hắt lên khuôn mặt, trông ông bợt bạt mắt trũng sâu cằm dài ra. Không khí nén lắng, mọi người háo hức chờ đợi. Linh cảm mách bảo rằng, sáu sinh sắp nói điều gì đó hình như có liên quan đến sự mất còn của cái làng ven biển này. Ông vốn cẩn trọng, đâu phải ngẫu nhiên mà cùng lúc triệu tập cán bộ, du kích làng cát cụm vào một nơi. Vùng này chỉ còn bấy nhiêu người đếm không hết 10 đầu ngón tay, là lực lượng sót lại sau nhiều lần địch cào đi quốc tới. Mất số này coi như trắng cán bộ trắng du kích. Sáu sinh cũng căng thẳng, ý thức được điều mình sắp trình bày khiến ông thấp thỏm hồi hộp. Một lát ông nói, giọng xúc động. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi thay mặt lãnh đạo tỉnh về đây để thông báo với các đồng chí điều hệ trọng rằng chúng ta sắp có vũ khí, rất nhiều vũ khí. Không gian lặng phắc, mọi người nín thở, gần chục đôi mắt hướng về phía ngọn đèn. Có người cố dịch lại gần ông nghển lên để nghe cho rõ. Vũ khí là nỗi bức xúc, là niềm khát khao bấy nay của nhiều người, nên hai tiếng đó như thể ma lực đối với họ. Cuộc họp này, tôi chỉ phổ biến sơ bộ. Như các đồng chí đã rõ, vũ khí đang trở thành vấn đề sống còn của cách mạng miền Nam. Vũ khí đang là đòi hỏi bức thiết, không phải chỉ tỉnh ta mà toàn liên khu. Trung ương đã cố gắng chi viện nhưng con đường bộ mới vươn tới các tỉnh phía Bắc khu 5, mà cũng rất khó khăn. Rồi đây Trung ương sẽ tìm cách đưa vũ khí vào, nhưng để thực hiện được việc ấy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, phụ thuộc vào chính chúng ta, trong đó có làng cát. Làng cát đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tiếp nhận súng đạn. Đề nghị đồng chí bí thư nói rõ hơn được không? Xã đội trưởng Mười Bàng dường như nóng lòng, kìm không nổi bật ra. Vậy người làng cát phải làm gì? Thưa anh Sáu, bí thư Ba tánh đệm theo. Tiếp nhận vũ khí là việc lớn, việc hệ trọng và cũng hết sức bí mật. Sáu sinh nói tiếp, bởi vậy phải làm từng bước rất cẩn thận, tiến hành đến đâu tỉnh sẽ phổ biến đến đó. Chúng ta khẩn trương nhưng không được nóng vội. Tôi nhắc lại, đây là việc ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường của tỉnh, của liên khu. Hôm nay, tôi chỉ có thể nói với các đồng chí bấy nhiêu thôi. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt. Trước mắt xin phổ biến mấy bước cần chuẩn bị gấp như sau. Chợt tấm liếp chắn ở cửa bật mở. Không ai hô, hết thảy những người có mặt đều quay lại. Một bóng con gái hốt hoảng lách vào. Chú Sáu, Tám Phụng đã chiêu hồi đang dẫn lính tới. Cô gái nói một cách khó khăn. Hình như sau thông báo đó, cô mới thật nhận ra nỗi nghiêm trọng của sự việc. Cô thở gấp gáp. Bình tĩnh, rồi nói lại coi Sáu. Chú ơi, Tám Phụng đang dẫn lính vào làng cát. Tám Phụng phản bội. Lẹ lên chú ơi, bảo an và dân vệ đã vô tới bãi. Có việc đó thiệt sao? Tiếng Sáu sinh bật ra tựa một hơi thở dài. Lính đông lắm, lão Trần Nhũng chỉ huy. Sáu sinh đứng như chôn chân giữa nhà. Mọi người nhìn ông, chờ đợi. Lại có việc đó sao? Trừ tính vậy. Sáu sinh nói,
tạm thời giải tán cuộc họp, chia ra, rút thiệt êm, ai quen biết tám phụng thì lánh một thời gian, hoặc rút lên cứ nghe. Ngọn đèn vụt tắt, nhiều bóng người lách ra khỏi nhà, lẫn vào đêm, trời tối đen, không một sợi gió. Giữa làng tiếng chó sủa rộ lên, làng cát tỉnh giấc, quả bóng cao su như thể chạm vào gai nhọn vỡ ra, lính túa vào mọi lối. Xã trưởng Trần Nhũng Hí hới dẫn một trung đội bảo an và dân vệ, hối hả đổ về ngôi nhà lợp lá dừa cuối xóm. Lão thấy trộn rộn, tóm được bí thư tỉnh ủy Trần Sinh là bọn theo đóm cộng sản vỡ hết. Sẽ chẳng còn kẻ nào dám giơ tay múa chân ngo ngoe, làng cát sẽ yên. Lão có thể vểnh cằm chỉ tay năm ngón, kê cao đầu lên cặp đùi trắng mập như nõn chuối của mụ vợ ba mà ngủ. Lão kêu người đàn bà vợ lão bây giờ là mụ ba, bởi sau khi ba hương má của Trần Hoàng qua đời, lão cưới thêm người đàn bà khác, sống với nhau được mấy năm, nghe nói người này không chịu thấu sức lực Trần Nhũng, bèn trốn tiệt theo bà con vào Sài Gòn sinh sống. Khi đã chạm tuổi 50, lão lại tậu thêm bà ba này. Song xã trưởng bị hẫng, khi lão và đám lính lố nhố lần tới, ngôi nhà trống trơn, Trần Nhũng sững lại. Lão biết mình vồ trượt, con mồi lão săn lâu nay lùi mất tăm. Trần Nhũng trơ ra một lúc, thưa cho xăm hầm, có tiếng hỏi. Trần Nhũng phẩy tay, lão rõ mình phải làm gì trong tình huống này. Chúng ngu chi chui hầm nơi đây, chia ra vây kín mọi ngả ra, vô làng. Lão lệnh, bọn này chưa thể lùi xa, ai bắt được bí thư cộng sản Sáu Sinh sẽ có thưởng, thưởng lớn. Lính tản ra, mọi ngả đường đều được ém chặt. Xã trưởng vẫn gọi cách vây giáp này bằng cái tên nôm na, sục ao bắt cá, nghĩa là răng lưới vòng ngoài sục quậy vòng trong. Khi cá sặc bùn đành liều nhảy ra lập tức mắc vào lưới. Có lúc cao hứng, lão gọi là chiến thuật nhện răng tơ bắt mồi. Nhiều con mồi, Trần Nhũng khoái kêu là mồi bự, đã rơi vào tay lão nhờ cách đó. Bởi vậy thỉnh thoảng xã trưởng làng cát lại được xe nhà binh về tận nhà, rước đi truyền thụ kinh nghiệm cho nhiều nơi. Có tiếng súng nổ, Trần Nhũng chạy về hướng đó, hét lớn, biểu bắt sống, sao nổ súng? Có hai người đi vô bãi dương, sục cho ngạt, khắc nó vọt ra, không bắn. Trần Sinh và Sáu Quyên loay hoay trong bãi dương, phía nào cũng mắc lính. Lưới của Trần Nhũng răng ra mỗi lúc một thít vào. Sáu Quyên kéo tay Sáu Sinh. Chú vô xóm nhờ thím tư đưa qua sông. Về cứ nghe. Không được. Cháu cũng phải. Cháu có cách. Lẹ lên kẻo kẹt. Cô gái vọt về hướng biển. Lập tức lính của Trần Nhũng hô nhau rượt theo. Trần Sinh bươn qua bãi dương nhào vào xóm. Ông lần vườn chuối bước đến ngôi nhà thím tư đờn. Chị Tư, Sáu Sinh ngoái nhìn hướng mình vừa qua, gọi gấp. Nhận ra tiếng người quen, thím Tư vùng dậy, linh tính báo cho thím điều chẳng lành rồi. Hồi hôm tới giờ chó sủa inh làng, biết là lính đang quây, thím ôm chặt cu nhặt vào lòng vỗ vỗ cho thằng nhỏ khỏi thức giấc. Thím thấp thỏm dòng tai nghe chừng. Mọi lần Sáu Sinh đâu có gọi giật vậy. Thím đặt nhẹ đứa con trai mới chừng 8 tháng tuổi xuống chiếu. Vẫn vội mớ tóc hấp hả bước ra. Chú Sáu hả? Thím quờ tay mở chốt cửa rộng run run. Sáu Sinh không lách vào như mọi lần. Đôi mắt ráo rác nhìn ra phía đường cái. Nguy rồi chị Tư. Tụi bảo an có dân vệ dẫn đường đang rượt theo. Chú vô lẹ lên. Để tôi mở nắp hầm. Không, tôi phải đi. Đi ngay. Có đứa làm phản. Chúng quay cuộc họp. Có lẽ một số anh em đã hy sinh. Lạy Phật, chị đưa tôi qua sông nghe. Vào giờ này, thím Tư nhìn nhanh về phía chiếc giường, nơi có thằng con trai chưa đầy tuổi đang ngủ say nước cả lắm. Thằng Tám Phụng chắc đã khai ra nhiều chuyện. Xuồng của chị vẫn để ở bãi trò chớ. Chú vừa bảo Tám Phụng làm sao? Nó phản rồi. Tư đờn bàng hoàng, nhưng thím không có thời gian nghĩ nhiều. Phía đầu xóm có tiếng súng nổ, tiếng chó sủa gắt và tiếng quát tháo vọng lại. Thím quay vào lần chiếc chăn đơn, đắp ngang bụng cu nhặt rồi đẩy con vào sát vách.
Cẩn thận hơn, thím cuộn thêm chiếc chiếu chắn phía mép giường rồi quay ra. Đi chú. Hai người như hai cái bóng lách ra khỏi làng, tới gần mép sông, chợt nghe phía sau tiếng nhiều bước chân chạy huỳnh huỵch rồi ánh đèn pin hất tới hất lui. Kế đó là tiếng lão xã trưởng. Vừa thấy hai bóng người đi ngả này, mũi trần nhũng rất thính, lão đã đánh hơi ra. Thím Tư dừng lại, sợ hãi ngó nghiêng. Xuồng để gần đây không chị Tư? Sáu Sinh hỏi. Ta đi thôi. Chị cứ bình tĩnh. Sáu Sinh cúi xuống nhặt một hòn đất ném vào bụi rậm cách đó không xa, rồi kéo thím Tư chạy về hướng thím vừa chỉ. Bọn nó ra bờ sông, tiếng xã trưởng đuổi phía sau. Hòn đất của Sáu Sinh không đánh lừa được cái mũi, đôi tai tinh khôn của lão. Tiếng súng chí chát, bờ sông thoáng chốc náo loạn. Không được bắn, để bắt sống, Trần Nhũng tỏ ra đắc thắng, lão ra lệnh. Nhưng một lần nữa lão lại chậm. Khi tốp lính nhào tới mí nước, chiếc xuồng của Tư Đờn và Sáu Sinh đã trườn ra được một quãng xa. Xã trưởng nhìn theo, dậm chân, đuổi theo mau. Bọn lính tìm được chiếc xuồng cạnh đó, nhảy xuống. Nhưng vì không biết chèo nên chiếc xuồng cứ tròng trành quay tròn. Xã trưởng rối ruột đi lại trên bờ. Lão cay cú nhìn theo hậm hực hô. Bắn, bắn bỏ. Đạn rắc xuống sông như mưa. Những đường đạn rạch dọc, rạch ngang, đan vào bóng đêm. Nhưng chiếc xuồng đã mất hút trong bóng tối, trên dòng sông. Nhà Tư Đờn thiệt to gan, giọng xã trưởng rin rít. Rồi lão hô, xăm nền, đốt nhà. Có lẽ lúc đó, thím Tư không nghe rõ tiếng hét bất lực mà tai vạ đó. Chiếc xuồng vẫn gấp gáp bươn sang sông. Bầu trời đen kịt, chớp vẫn loằng ngoằng xé mây ra từng mảng. Những tia sáng bất chợt soi rõ bóng thím, nhỏ nhoi đang dạp xuống mái chèo. Nhưng khi chiếc xuồng đã sang sông nằm yên bên một mộ đất, thím Tư quay lại nhìn thì trời ơi, thím thất sắc hoảng loạn đến không hay biết gì nữa. Rất bản năng thím nhào xuống nước, tưởng như thế là có thể sang ngay được bên kia bờ. Sáu Sinh vội vã nhào theo. Chị Tư. Phía bên ấy sau vệt đen thẫm của những hàng cây, một cột lửa bốc cao liếm vào màn đêm cháy dần dật. Thằng Nhặt, con tôi, thím Tư gào không ra hơi và cố vùng ra khỏi đôi tay Sáu Sinh. Làng cát náo loạn. Sáng sớm, lính từ thị trấn ngồi trên những cái xe tải túa về vây kín các ngả. Lệnh ban ra, nội bất xuất ngoại bất nhập, không một ai được ra khỏi làng. Người lớn trẻ con chỉ biết tựa cửa ngóng ra, thấp thỏm sợ hãi. Chẳng rõ rồi điều gì sẽ xảy đến. Châu bò chồn chân lạch cạch cọ sừng vào chuồng, lột cột gõ móng xuống sàn đất. Phía bờ sông, lính dàn hàng ngang tiến vào. Chiếc xe jeep chở đại úy Ba Hoàng, con trai xã trưởng Trần Nhũng vọt lên. Đến rìa làng chiếc xe dừng lại. Trần Nhũng và Nguyễn Sấn, chỉ huy dân vệ, từ ngôi nhà kể đó vọt ra. Ba Hoàng bật khỏi thùng xe, trung sĩ Độ, vệ sĩ của gã nhảy ra theo. Nguyễn Sấn sán tới, hình như định nói gì đó nhưng gã đại úy xua tay. Khỏi Thanh Minh, tôi rõ cả rồi. Thưa đại úy, thưa gửi chi nữa, để sổng mất Sáu Sinh là tội rất lớn. Đã có chỉ điểm đã tăng cường lực lượng mà, mấy ông làm ăn như cứt. Bà đã hết sức, Trần Nhũng cố vớt vát. Ba Hoàng im lặng, gã nhìn khắp lượt làng cát, rồi không quay lại, nói, bằng mọi giá phải bắt cho được Trần Sinh và đồng đảng, cần cày nát cái làng này lên cũng làm, mệnh lệnh được thực thi. Chưa bao giờ làng cát bị trận càn nào lớn đến vậy, các ngõ lối đen đặc lính, chúng chia làm nhiều tốp kéo vào từng nhà lục lạo, nên nhà chuồng trại vườn tược bị sới lên. Xuyến đồng xăm không sót chỗ nào. Làng cát chóc lở như người vẩy nến đang kỳ phát bệnh. Ba Hoàng có trung sĩ Độ và đám lính hộ tống, theo sau là tám phụng đi vào nhà ông Năm Bảo. Năm Bảo ở xóm dưới, nhà Ba Hoàng ở xóm trên. Hồi nhỏ, viên đại úy từng nghe ba hắn kể rằng những người như Năm Bảo đã vặt trụi dâu ông nội, đấu tố cho đến chết và sau đó thì chia nhau ruộng đất của nả trong nhà. Họ không từ một thứ gì, kể cả chiếc bát mèo ăn. Những kẻ như Năm Bảo dẫu là người làng dẫu là có hơi hướng họ hàng,
với gia đình hắn đời đời kiếp kiếp không thể đội trời chung. Đứng dạng chân giữa sân, ba Hoàng gọi giọng kẻ cả. Ông Năm. Từ trong nhà Năm Bảo thấy ba Hoàng đang hướng về phía nhà mình. Biết có chuyện nhưng ông làm bộ không hay vờ lúi húi cho heo ăn. Chỉ thỉnh thoảng mới lé nhìn. Khi nghe tiếng gọi, ông lúng quính chạy ra ngơ ngác. Ba Hoàng chỉ tám phụng. Ông biết người này chớ. Năm Bảo giật mình miệng cứng lại. Ông khẽ lắc đầu. Ba Hoàng cười khẩy. Không nhớ thiệt sao? Đồng chí tám phụng huyện ủy viên đã từng cùng bí thư tỉnh ủy Sáu Sinh ẩn nấp trong hầm bí mật ở ngôi nhà này mà. Tám phụng, sao Năm Bảo lại không hay? Lúc cao điểm tố cộng, ông đã từng nuôi người này. Hồi đó tám phụng là cán bộ cỡ nào? Ông đâu dành? Máy chém lê khắp nơi không nên biết nhiều. Biết nhiều càng dễ chết. Ban ngày Sáu Sinh và tám phụng náu dưới chiếc hầm bí mật. Vợ chồng ông Đào Xiên chéo xuống chuồng heo. Đêm đến sau khi xem chừng động tĩnh, Năm Bảo mở nắp để hai người giờ dẫm tròi lên. Yên chớ chú Năm. Hôm dày đi lối bà quẹo nghe. Trước quán mụ tư trung có lính bảo an phục đó. Họ chỉ kịp trao đổi có vậy. Sáu Sinh và tám phụng đi rồi. Vợ chồng Năm Bảo nằm trên chõng tre dương mắt nhìn bóng tối nơi trần nhà. Lòng dạ không yên thấp thỏm như đi trong bãi mìn. Gần sáng có tín hiệu đập bên vách, biết Sáu Sinh và tám phụng an toàn trở về mới nhẹ nhẹ thở hắt ra. Sau này khi bà Hai Hậu, vợ của Năm Bảo bị bệnh qua đời, ông vẫn một thân một mình nuôi giấu họ. Dịp đó là thời kỳ địch mở chiến dịch tố cộng, làng xã ngột ngạt nơm nớp, ra đường chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Không ai dám tin ai. Trưa tối mọi nhà đã cài chặt cửa, tắt đèn ròng tai nghe ngóng. Phấp phỏng lo âu, ai rõ được ngày mai nhà nào có người lên máy chém. Chỉ một chỉ điểm vu vơ hàng chục người bị giết, mạng người không bằng con cóc con ngoé. Các quan chức chính quyền chẳng tuyên bố, giết nhầm còn hơn bỏ sót đó sao. Vào một đêm tối trời sấm chớp đi đùng, Năm Bảo đang nằm vểnh tai nghe chừng thì có tiếng gọi. Chú Năm. Nhận ra tiếng tám phụng, Năm Bảo trở dậy lần ra cửa. Tấm liếp vừa mở, tám phụng run rẩy lách vào. Sáu giáo đâu? Ông Năm chèn tấm liếp, quay lại hỏi. Ra cứ rồi, tưởng chú cùng đi. Được phân công ở lại nắm tình hình, tám phụng chán trường đáp. Đêm hôm sau, rồi đêm hôm sau nữa vẫn không thấy tám phụng trở lại. Có người bảo tám phụng đã tự động lần lên cứ. Hôm nay, con người ba Hoàng kêu là huyện ủy viên đó đang lù lù đứng trước mặt ông. So với trước, tám phụng gầy hơn, da mặt nhăn nheo, còn thần sắc thì giống cái xác chết đuối dưới sông vừa được vớt lên. Trí não ông Năm dịp này không được minh mẫn nghe. Bà Hoàng nói, tôi gợi cho mà nhớ lại. Hồi 9 năm, chính đồng chí tám phụng tự tay chia cho ông cái nồi đồng rộng miệng, phải đến hai người khiêng của nội tôi. Nhớ chưa, tôi còn bé xíu vẫn không quên, lúc đó ông cười đến chảy nước mắt. Đúng không tám phụng? Tám phụng không nói, cúi mặt tránh cái nhìn của ba Hoàng, tránh cái nhìn của ông Năm. Tám phụng vốn có cái cụp mắt lảng tránh như thế. Thời còn chui lủi trong ngôi nhà này, tám phụng cứ thèm một bữa được ăn thiệt no. Đêm nào về cũng ghé sát tai ông Năm, thì thào. Nhà còn gì không chú? Đói quá. Biết tính, ông Năm thường để phần bát canh rau tập tàng. Canh nấu với muối trắng mà cứ suýt xoa khen ngon. Khi hôm ông Năm kiếm được nửa lon gạo nấu cháo, đêm về tám phụng đánh liền hai tô ăn luôn cả phần Sáu Sinh. Lúc đó tám phụng cũng cụp mắt xuống, tránh cái nhìn của ông như hôm nay. Ông rõ tội chứa chấp cộng sản là tù mọt gông chớ. Ba Hoàng vẫn dạng chân như chiếc com pa chôn giữa sân và nói, nể tình người làng, lại có chút họ hàng xa bắn đại bác không tới tôi sẽ tha, nhưng phải biết điều. Chỉ cần ông hất hàm chỉ chỗ sáu giáo ẩn nấp, tôi để ông tự do. Hứa danh dự, một cái hất hàm là êm mọi sự. Quả giữa Năm Bảo và ba Hoàng nghĩa nào đó có họ hàng xa. Bà Hai Huệ vợ ông và ba Hương, người vợ trước của Trần Nhũng và má của ba Hoàng là chị em con già con gì. Thời ba Hương sinh ra thằng ác ôn này, một mình vợ ông túc trực bên cạnh chăm bẵm săn sóc. Chị em con già con gì.
nhưng quý nhau như cùng một người sinh ra. Khi trở dạ, bà Hương nhất định đòi kêu cho được chị Hai Huệ tới. Chính bà Hai Huệ vợ ông là người đã cắt rốn cho thằng trời đánh này. Khi mới lọt lòng Ba Hoàng không có nét gì của Trần Nhũng, nó giống má như tạc, dáng cao da trắng mỏng và mịn. Hai Huệ nhìn đứa cháu mà bây giờ nó nói với Năm Bảo là bắn đại bác không tới, cười rất tươi khen rằng thằng nhỏ có nước da và đôi mắt to thiệt đẹp, lớn lên nhất định thông minh học hành sáng láng. Và cũng chính vợ ông nói rằng dù thằng này là con cả, nhưng để dễ nuôi nên hạ nó xuống một cấp. Trần Nhũng thấy phải, mới cho gọi con là Ba. Nó có cái tên Ba Hoàng bởi thế. Rồi khi nó mới 2 tuổi, má nó dì Ba Hương chẳng may qua đời. Lại vợ ông vuốt mắt lo lau rửa và nghe những lời trăng trối, nhắn gửi cuối cùng của người em họ xấu số. Vậy mà khi bà Hai Huệ lâm bệnh trọng, ba con Trần Nhũng Trần Hoàng không một lần hỏi han. Khi bà mất cũng chẳng nén nhang tới viếng, còn đánh tiếng rủa rằng sống thân cộng sản, ăn lộc cộng sản, chết cũng là ma của cộng sản ai thương. Cái thằng trông mẽ ngoài dễ coi, mặt mũi sáng sủa giống như người có chữ, form dáng cũng thư sinh mà sao tâm địa đen thui vậy. Thấy Năm Bảo im lặng, Ba Hoàng lại hạch. Sao ông Năm còn nghĩ ngợi chi? Chỉ lẹ lên. Tôi không thể chỉ vu vơ. Ai biểu chỉ vu vơ, chỉ chỗ sáu sinh ẩn nấp chớ. Lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn nghe. Tám Phụng, ông nói gì với ông già đi chớ. Tôi đâu biết Tám Phụng là ai. Tám Phụng là đồng chí của sáu sinh. Tám Phụng là đồng chí của sáu sinh, thì ông đại úy phải hỏi hắn chớ. Tôi muốn chính ông trả lời. Ông bác họ ạ, hầm bí mật ở đâu? Nhà tôi chỉ có hầm tránh pháo. Ông không biết, vậy để đồng chí Tám Phụng giúp. Ba Hoàng quay qua Tám Phụng, hất hàm. Tám Phụng như thể chạm vào lửa, giật mình. Y chật chưỡng bước vào nhà, lảo đảo như thể đang đi trên boong tàu trong trành giữa đại dương. Hoàng gạt ông Năm bước theo. Tám Phụng lấm lét ngó quanh, rồi hệt người câm lão run run chỉ vào chuồng heo. Hui, Hoàng ra lệnh. Trung sĩ Độ hất hàm, tên lính lập tức vớ cái cuốc cạnh đó bổ xuống. Có tiếng bùng bục, lưỡi cuốc này trên mặt gỗ. Tên lính ngước nhìn, Hoàng hơi lùi ra xa. Hô, bậy nắp. Tấm ván bết phân heo được cậy lên. Một khoảng trống lộ ra, tối om, như chiếc lò xo. Tên lính bật khỏi miệng hầm. Ba Hoàng quay về phía Năm Bảo. Đây là hầm tránh pháo. Năm Bảo không đáp, đánh mắt nhìn qua Tám Phụng. Tám Phụng xoay người, vờ như không biết ánh mắt đang xoáy vào mình. Hoàng quay hỏi Năm Bảo, sáu sinh trong đó chớ. Nếu mấy ông nghĩ sáu sinh dưới ấy, thì biểu Tám Phụng xuống gọi lên. Ông Năm đã bình tĩnh trở lại, ông rõ là Tám Phụng chỉ điểm hú hòa. Đã lâu sáu sinh không tới nhà ông. Mỗi lần về làng sáu sinh náu ở đâu ông cũng chẳng hay. Năm Bảo thấy mừng, nếu sáu sinh qua đây hôm nay sập bẫy là cái chắc. Tám Phụng trung quy vẫn là một thằng ngu. Phá hầm. Sau mệnh lệnh đó, nhiều nhát cuốc bổ xuống. Chiếc hầm được đào công phu xiên chéo qua chuồng heo, trống trơn phả ra mùi ẩm mốc. Ba Hoàng thất vọng, viên đại úy lẳng lặng bước ra sân. Giải đi, giải đi, trung sĩ Độ nhắc lại như một cái máy. Hai cánh tay bị giật mạnh về phía sau, một sợi dây ni lon thít chặt quanh người. Ông Năm Bảo bị lính xô tới ẩy đi. Sóng biển uể oải liếm lên bãi, mệt mỏi và chán trường. Về trưa càng nặng nhọc, nghe rời rạc đơn điệu như hơi thở của người lâm bệnh trọng. Gió lặng, nước đứng nên không khí ngột ngạt bí bức. Trên khu đất trống cạnh đó, hơn 20 người dân làng Cát bị dồn tới vón vào nhau. Người đứng kẻ ngồi lồn nhồn. Tám Phụng khẳng định rằng trong số này không nhiều thì ít, đều có liên quan tới sáu sinh và du kích. Xã trưởng Trần Nhũng mặt lạnh tanh, bước qua bước lại trước đám đông do lính của lão và con lão giải tới. Khác với dáng vóc cao ráo đẹp mã của thằng con, người lão ngắn ngủn thấp tè. Chiếc mũ rộng vành mới tậu hồi vào Nha Trang cùng mụ vợ Ba thay đổi không khí, chụp trên đầu. Hai tay chắp đít lưng hơi gù xuống,
trông lão giống như con sen di chuyển trên thân gỗ ẩm. Thói quen bước tới bước lui nhằm khẳng định uy lực, có từ thời lão được cất nhắc lên làm xã trưởng. Hồi ấy lão như kẻ phát cuồng, và lão cũng thị uy quyền lực của mình trước dân làng Cát bằng điệu bộ như hôm nay. Khác chăng là khuôn mặt thời đó không lạnh tanh và bực bõ, mà phồng nở hết cỡ như hạt bắp rang muối với tất cả sự đắc thắng của kẻ vừa lật ngược thế cờ, đã mãn nguyện trong ý thức trả thù. Lão không những thỏa ước giật lại toàn bộ đất đai, ruộng vườn của gia đình lão bị cướp đi trong thời 9 năm dưới chính thể cộng sản, mà điều khiến lão khoái trá thỏa lòng là những kẻ đã chen xô vào nhà lão giật đi từng chiếc bát sứt, chiếc cối đá thùng, đã từng chỉ mặt gọi tên bố lão là thằng này thằng nọ, vặt dầu đấu tố, nay trở nên xun xoe nịnh nọt một điều ông xã trưởng, hai điều ông hội đồng, và lại cầu cạnh để được làm thuê, để được quốc mướn. Ra đường gặp lão thì khúm núm sợ hãi, len lén chẳng dám ngẩng cao mặt. Lão khoái điều ấy và rất ý thức về quyền uy ấy. Chỉ cần lão chỉ vào ai đấy kêu họ là Việt Cộng, hôm sau người đó lập tức bị lôi sành sạch lên máy chém, nhẹ cũng là vào bao thả trôi sông hoặc nhốt trại tập trung. Quyền lực ở cái làng Cát sát biển này gom hết vào tay bố con lão. Nhưng khuôn mặt phồng nở như hạt bắp rang muối ấy không kéo dài được lâu. Chẳng rõ sao này nòi ra sáu sinh, ngỡ lão thầy giáo này theo đồng đội đi tập kết, ai ngờ vẫn lẩn khuất lúc ẩn lúc hiện quanh làng. Sáu sinh làm lão điên đầu. Cấp trên đã tư giấy về thông báo rằng sáu sinh là hiểm họa lớn, sáu sinh là người đứng đầu cộng sản vùng này. Một dạo không thấy sáu sinh xuất hiện trần nhũng vơi lo, lão cho rằng vì không chịu được sự quấy sục của lão sáu giáo đói ăn, khát uống đã chết dục đâu đó. Nhưng cấp trên lại thông báo rằng vụ phục kích chỗ này, vụ nổi loạn chỗ kia đều do Trần Sinh cầm đầu, lão lại nơm nớp. Biết vậy, lão đã triệt từ khi sáu sinh còn là thầy giáo trường làng, nhưng mọi sự đều biết trước đã chẳng là cuộc sống. Ai dè, kẻ mà con lão và cả lão một thời kính nể vòng tay chào thầy bây giờ là hiểm họa. Sự đời cứ như trò đùa, có sáu sinh lão không thể sống yên lành, mà con lão nhất quyết không thể tồn tại sáu sinh. Khuôn mặt lão hôm nay đóng băng, bởi vậy. Bà con nghe cho rõ đây. Một lát, Trần Nhũng mở miệng, lão cố lấy giọng bình tĩnh. Tôi được mật báo rằng, tối qua tên trùm cộng sản sáu sinh đã vào làng ta. Thiệt tình tôi đâu muốn làm khó dễ bà con, nhưng là dân của một chính thể, mọi người phải có bổn phận với quốc gia chớ. Nếu bắt được sáu sinh, tôi lập tức ra lệnh thả bà con liền. Suy nghĩ đi. Một phụ nữ lên tiếng. Dân đen chúng tôi tối ngày cắm mặt ngoài ruộng, làm sao biết sáu sinh là ai để giúp quốc gia đây? Thiệt không rõ sáu sinh là ai chớ. Trần Nhũng sán lại gần, rồi hỏi. Người phụ nữ nhìn lão. Thầy giáo sáu sinh cả làng này ai chẳng rõ, nhưng sáu sinh trùm cộng sản quả không ai biết. Không biết thiệt, Trần Nhũng diễu, rồi bước tới lôi tám phụng đến trước người phụ nữ. Lão chỉ tay vào tám phụng. Người này cũng không biết. Người này thì hình như đã gặp rồi. Người phụ nữ ngước lên, nói thong thả. Mọi ánh mắt lo lắng đổ dồn vào chị. Đó, tôi rõ mọi người biết người này mà. Là đồng chí của sáu sinh, phải chưa? Trần Nhũng nói. Tôi vẫn thấy người này ngày ngày liếm lá bánh ngoài chợ. Còn có làm cộng sản không? Chẳng dành nữa. Trần Nhũng cáu. Lão đưa chiếc gậy vẫn cầm ở tay, chỉ vào mặt người phụ nữ. Đây là việc đại sự quốc gia, không phải chỗ đùa bỡn. Thì tôi đâu có đùa. Thấy sao nói vậy? Con mụ này, sáu sinh ở đâu? Không biết. Có tiếng súng nổ. Người phụ nữ hơi dướn lên, rồi ôm ngực đổ xuống. Đám đông sợ hãi lùi lại. Ba Hoàng nhảy xuống xe thổi khói nơi nòng khẩu súng ngắn, bước tới tay gạt con sen Trần Nhũng sang bên. Đừng nhu nhược vậy. Khẩu súng trong tay Hoàng tiếp tục nhả đạn. Ba người nữa oằn oại. Chờ đám đông định thần lại, ba Hoàng dê dê súng trước mặt họ. Lời cuối cùng nghe, nếu không chỉ ra chỗ ẩn nấp của bí thư tỉnh sáu sinh, mạng các người coi như bỏ. Tôi chưa bao giờ nói giỡn. Năm Bảo cảm thấy ngạt thở.
ông cố nhoài người đứng lên. Hai tay bị trói vặt sau lưng, nên ông hơi lảo đảo. Ông dướn về phía Ba Hoàng. Thích bắn thì bắn tao đây nè. Dân làng có tội tình chi mà bắn họ. Người phụ nữ mày vừa bắn thời má mày bệnh đã tự tay đặt má mày vào võng. Khênh đòn càn trên vai đưa lên tận lân cổ nhằm chữa chạy. Mày quên rồi sao? Mày làm càn vậy không sợ vong linh má mày bất an? Ba Hoàng. Không được phép lôi má tôi ra đây nghe. Đồng chí Năm bảo Thích chết thay cho đồng chí Sáu Sinh. Không dễ vậy đâu. Bắn đồng chí tôi thấy tội nghiệp cho viên đạn của mình, nên chờ dịp khác. Với nữa, riêng đồng chí thì phải sống để nhìn thấy sự đổi thay ở cuộc đời này. Ba Hoàng lạnh lùng gõ gõ nòng súng vào lòng bàn tay. Cái gì cần quên thì quên. Nhưng có những điều, ví như cuộc cướp tài sản hồi 9 năm của Cộng sản, phải nhớ chứ. Lúc hớn hở nhặt từng cái bát mẹ trong nhà tôi về làm của riêng, các đồng chí có sợ vong linh má thằng này bất an? Sao? Lý do gì để bây giờ đồng chí Năm bảo không muốn sống nữa? Hả? Khẩu súng trong tay Ba Hoàng bất thần chĩa vào người đàn ông đứng bên cạnh Năm bảo. Một tiếng nổ khô khốc, người đàn ông này lên đổ xuống. Năm bảo trừng mắt, nhổ bãi nước bọt vào mặt Ba Hoàng. Viên đại úy chậm rãi móc túi lấy khăn, lau, rồi bất ngờ dùng cùi chỏ thúc mạnh vào ngực Năm bảo. Ông Năm oằn người lảo đảo, nhưng vẫn cố đứng thẳng lên. Còn lâu chúng mày mới bắt được Sáu Sinh. Để rồi xem ai to gan hơn. Hoàng vẫy tay, tốp lính đứng cạnh chiếc xe lập tức bước tới. Những khẩu AR-15 lên đạn, tiếng khóa cỏ nghe đanh, vụn tơi. Nhiều mũi súng chĩa vào người làng cát. Hoàng ngoắc vòng cỏ khẩu súng ngắn vào ngón tay quay quay hệt những kẻ cao bồi tìm vàng trong phim Mỹ. Hai chân mở ra chôn trên cát. Tôi sẽ đếm từ 1 tới 3. Ngậm miệng nghĩa là thi gan với súng đạn đó. 1. Mạng Sáu Sinh đáng để đổi mạng 20 con người này sao? 2. Nào, chỉ cần một cái chỉ tay, một cái hất hà. Đừng dại dột chết thay cho Cộng sản. Nghĩ chín đi nghe. 1 phút nữa. 3. Không được bắn. Ba Hoàng và tốp lính cùng quay lại. Thím Tư Đờn từ phía hàng dương bươn bà bước tới. Trông thím bợt bạt, khuôn mặt sọm hẳn. Thím gạt mũi súng, sấn đến trước mặt Ba Hoàng. Đừng giết dân làng, các người muốn biết thầy giáo Sinh ở đâu phải không? Chào thím Tư, Ba Hoàng dùng mũi súng đẩy ngược lưỡi chai chiếc mũ, cười giễu đã lâu không gặp. Chắc thím có tin tốt lành. Đêm qua tôi đã đưa Sáu Sinh qua sông. Hãy thả dân làng ra, họ không liên lụy. Có báng súng thúc mạnh vào lưng thím, Trần Nhũng từ phía sau nhảy tới. Thì ra Sáu Sinh đã sang sông. Chính mụ, lão tát mạnh vào mặt thím Tư Đờn rít lên. Con mụ, đúng là nòi Cộng sản. Được lắm. Lính, trói lại. Bọn lính xông vào quặt mạnh hai cánh tay thím Tư về phía sau. Ba Hoàng vẫn chôn chân một chỗ, hất hàm, đẩy lên xe, đưa về đồn. Chẳng hay bằng cách nào từ khi trời chưa sáng rõ mặt người, thím Tư như một cái bóng đã thất thả bước thấp bước cao lặng lẽ đi vào làng. Lính răng kín đặc, thím vẫn lần được về nền đất ngôi nhà của mình. Trông thím lúc đó phờ phạc rũ rượi nhếch nhác giống kẻ mất trí. Mới qua một đêm mà khuôn mặt hóp hắt già hẳn. Thím đi một vòng quanh nơi trước đây mấy giờ còn là ngôi nhà, lúc này chỉ là đống cho miệng lẩm bẩm như thể gọi ai. Rồi thím xà xuống chỗ thím biết chắc trước đó mình kê chiếc giường gỗ. Hối hả dùng bàn tay trần bới bới lớp cho tìm kiếm. Miệng tặc tặc. Nhặt ơi, nóng lắm phải không con? Tại má, tại má. Lỗi là ở má. Cuối cùng, thím xé áo bốc một nắm cho gói lại và ngồi lặng, đôi mắt đục dại mở to nhớn nhác nhìn ra đâu đó. Nhìn mà như thể không nhìn, ngơ ngáo vô hồn giống đôi mắt kẻ tâm thần. Thím lặng đờ tựa một tượng đá, khuôn mặt lạnh đanh. Đã bao năm Tư Đờn sống một mình trong ngôi nhà này. Khi chồng thím và thằng Thanh, đứa con cả theo ông đi tập kết, thằng em nó thằng Thành sống với thím. Nhưng chỉ mấy năm, nó lèo nhèo đòi theo thầy giáo Sáu Sinh lên cứ. Nó rứt giả không để thím yên. Sáu Sinh hỏi, chị tính sao? Tính sao? Chú nghĩ tôi gàn được nó. Thằng Thành đã quyết vậy. Tôi chỉ còn trông vào sự chăm nom của chú.
coi như tôi gửi chú nuôi giùm đứa con trai. Vậy là chị đồng ý rồi nghe. Nhưng không phải tôi nuôi, cách mạng nuôi. Thằng Thành đi rồi lọi trọi một mình trong ngôi nhà. Thím thấy trống trải chờ vờ quá. Buồn hơn thời ông Tư và thằng Thanh đi tập kết lận. Lại lo nữa, đêm nào cũng thấp thỏm về đứa con trai. Nghe tin có trận càn đâu đó, hoặc những lời đồn thất thiệt dân làng vẫn dì vào tai nhau, thím lại không ngủ được. Mong mong ngóng ngóng sáu sinh có dịp qua làng ghé vào để hỏi thăm. Rồi thím quen dần, mà không quen cũng phải ráng. Với nữa nghĩ thằng Thành đi với sáu sinh thím có phần an tâm. Trong sự cô đơn thím cũng thoáng chút bằng lòng con nó biết đi con đường của ông Tư là điều đáng mừng. Vậy rồi chẳng rõ run rủi thế nào theo cách nói của thím, trời Phật lại ban cho Tư Đờn thêm mụn con trai nữa. Như thể định mệnh khi địch càn vào làng Hiệp Hưng, thím đang có công chuyện đi ngang qua đó. Tiếng nổ của các cỡ súng váng óc, dậy đất, mảnh đạn mảnh bom rắc như vãi thóc, lửa đỏ trời cháy ngùn ngụt suốt đêm, kéo sang cả sáng hôm sau. Không một ngôi nhà nguyên vẹn. Làng Hiệp Hưng bỗng chốc biến thành đống tro, đến chuối cũng xém cả ngọn lẫn gốc. Cuối trưa khi tiếng súng đã yên, vẫn chưa hoàn hồn, thím lóp ngóp chui từ bờ mương lên, ngó trước ngó sau đặng thoát nhanh ra khỏi chốn thím đã bất đắc dĩ khổ sở, hãi sợ ẩn nấp suốt một ngày qua. Đang nghênh ngó tìm hướng chợt thím nghe đâu đó gần lắm, như thể có tiếng trẻ nhỏ khóc. Tư Đờn chững lại. Không phải, sao có thể là tiếng trẻ lúc này? Thím định bước nhưng trong không gian đang hầm hập nắng nóng và ngột ngạt khói, rõ ràng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc tắc nghẽn, đứt nối hụt hơi. Chẳng lẽ đầu óc thím đã mụ lị? Tư Đờn lại gióng tai nghe. Quả có tiếng khóc thiệt, sao vô lý vậy được hở trời? Thím Tư đánh bạo lần về phía đó. Phía thím nghĩ đang phát ra cái âm thanh ứ ứ như là tiếng mèo kêu. Và trời ạ, thím giật mình. Nơi mấy thi thể đàn ông có đàn bà có, người nằm nghiêng người nằm ngửa đã cứng queo, bê bết máu và bùn đất, có một vật gì đó nho nhỏ đang ngọ nguậy. Thím Tư như không tin vào mắt mình nữa. Một đứa bé chừng 2 tháng tuổi, đang cố dướn ra khỏi vòng tay người mẹ một cách bản năng bất lực và yếu ớt. Người mẹ chắc chưa đầy 30, có khuôn mặt tròn tròn, hai môi xám ngắt méo sệch và đôi mắt chưa chịu khép vẫn hé hé mở ra nuối tiếc nhìn trời. Tư Đờn bàng hoàng, chân tay bùn rùn, phải đến mấy phút sau mới định thần lại. Đứa bé nhỏ xíu tươm tả trông như một con mèo gặp mưa, mặt bầm tím đang bị cánh tay khô khốc vô cảm của người mẹ kẹp chặt. Nó thở mệt nhọc và thỉnh thoảng lại bật ra thứ tiếng như thể tiếng khóc. Tiếng oa oa rất mỏng, đứt nối của nó khiến thím Tư bừng tỉnh. Thím run rẩy siêu vẹo bước tới. Thím cúi xuống lập cập gỡ tay người đàn bà rồi đỡ đứa bé lên. Từ đó Tư Đờn có thêm một đứa con trai. Thím bận bịu với nó và cũng nhiều niềm vui nơi nó. Nghe tin Tư Đờn có thêm thằng nhỏ, cả làng háo hức tới thăm. Ai thấy vậy cũng mừng. Ông Năm Bảo nói rằng nên đặt cho nó cái tên là thằng Cu Nhặt. Tên xấu thì khỏi sợ ma quỷ bắt đi. Cả làng đồng tình. Cu Nhặt được thím Tư và bà con làng cát chăm bẵm, hay ăn chóng lớn. Chỉ ngày mấy bữa nước cháo với thỉnh thoảng bú rình tròn xóm tí chút, mà cu cậu cứ vậy nhìn dần lại ít quấy. Người làng đi qua ghé vào thăm đều khen kháu, khen ngoan. Chưa đầy năm mà biết đủ thứ. Biết vỗ tay khi có người dạy, biết phân biệt người lạ người quen. Cu Nhặt bám dịt thím Tư, đêm đêm gối đầu lên cánh tay mẹ nuôi, ngủ ngon lành. Từ ngày có Cu Nhặt, dân làng bảo rằng thím Tư nom lại khỏe ra trẻ ra. Có Cu Nhặt vất vả nuôi bộ ai nhàn, nhưng đỡ hiu quạnh mà vui. Chẳng mấy nữa Cu Nhặt sẽ biết nói, trong nhà có tiếng trẻ thơ bi bô thích biết mấy. Vậy mà, trời ơi, sao lại có thể? Thằng Nhặt con thím vẫn chưa được chọn năm. Thím Tư ôm nắm cho vào lòng ngồi lặng, thỉnh thoảng cúi xuống lẩm bẩm nói một mình giọng sám hối như kẻ cầu kinh. Cu Nhặt ơi, Cu Nhặt xá tội cho má nghe. Tất cả là tại má, tại má. Vừa lúc đó có tiếng súng nổ ngoài bãi dương vọng vào. Tiếng súng khô khốc vang lên trong sự im ắng ngột ngạt của làng cát sau trận càn.
như thể là tiếng quả kêu khi đã tìm ra xác chết, khiến Tư Đờn giật mình, choàng tỉnh. Thím ngước lên ngơ ngác nhìn, rồi có lẽ nhận ra điều gì, thím vội vã gói gọn nắm cho vào một góc và quĩnh quáo bước khỏi nơi vốn là ngôi nhà của mình. Thím đi về phía có tiếng súng nổ, đi về phía bãi dương. Sau lần địch cản, làng cát nham nhở tang thương hệt trận bão lửa vừa tràn qua. Những gia đình có người chết nuốt hận vào lòng, lặng lẽ đào huyệt chôn cất kẻ xấu số. Bà con đến thăm viếng chẳng rõ nên an ủi thế nào, chỉ nhìn nhau gật đầu thông cảm. Quả bóng làng cắt xì hơi, trùng xuống nhợt nhão. Song sự sinh tồn không chỉ thói quen cố hữu một tất yếu, còn là bản năng, còn là vô thức dần dà kéo làng cắt về với nhịp sống thường nhật. Người ta vẫn phải tồn tại, vẫn phải ăn và vẫn phải duy y trì mọi sự. Lại lo toan, lại chạy chợ, lại bươn bả ra đồng xuống biển. Công việc chen lấn đan cài, cuộc sống như con tàu lăn trên đường ray theo đà vẫn cứ trôi. Hôm nay Tư Nhâm ở chợ về muộn, chỉ đẩy cổng bước vào nhà. Từ ngày cho con gái xuống dưới quê sống với bà ngoại, mỗi lần ở chợ hoặc đi đâu đó về chị cảm thấy trống lạnh, căn nhà như rộng ra thiếu thiếu cái gì. Hồi đầu mới vắng con nghĩ rằng chỉ một thân một mình, chị xà vào quán ăn qua quýt thứ gì đó nhiều lúc chỉ là tấm bánh, tối về chỉ việc tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng rồi Tư Nhâm nhận ra sinh hoạt như vậy không ổn. Căn nhà không có hơi lửa chẳng những lạnh lẽo, mà còn như thể là sự tạm bỡ buông trôi. Bởi vậy đến bữa chỉ cho già lẻ gạo vào nổi, chị vẫn buộc mình phải bận rộn. Tư Nhâm thu dọn quang gánh gọn vào một góc, rồi lẳng lặng xuống nhà ngang. Chị đong gạo ra giá, tìm thêm chút bận bịu bằng cách bới tìm những hạt thóc còn sót lại. Chị nhóm bếp và ngồi lặng, trông chị như một cái bóng. Nhìn ngọn lửa liếm quanh chiếc nồi nhôm bé xíu mới sắm, Tư Nhâm thấy nhớ con quá chừng. Hồi chưa về sống với ngoại, bé Thảo thường hép om sòm và tất tả chạy ra đón mỗi lần chị về. Rồi cúi xuống lục lạo thúng mùng, xem hôm nay mẹ mua những gì làm quà. Đã hơn 10 tuổi vẫn hí hớn như trẻ nít, vớ được quả mận, quả ổi là chùi ngay vào áo đưa lên miệng cắn. Vừa ăn vừa nói, vừa phô chuyện, vắng mẹ mới nửa buổi mà như đã lâu lắm. Lúc chị nấu cơm, Thảo ngồi bên cạnh phụ giúp nhặt rau làm cá hoặc lăng xăng chạy ra chạy vào. Thảo khoái được mẹ sai vặt, căn nhà ở cuối bãi, gần như tách biệt với xóm láng và chỉ hai mẹ con mà không thấy cô đơn, vẫn vui vẫn ấm cúng. Hồi mua mảnh đất này dựng nhà, có người hỏi thiếu đàn ông sao không tìm chỗ giữa xóm ở, đỡ trống, lập tức có người dè bỉu trả lời hộ, bởi thiếu đàn ông nên cần chỗ vắng vẻ để các loại giống đực dễ vo ve. Tư Nhâm không tỏ ra phật lòng, cũng không phản đối. Chị cười đau, nhẫn nhịn cam chịu. Dưới con mắt thóc mách soi mói của không ít người dỗi hơi ở làng cát, chị thuộc hạng đàn bà chẳng ra gì. Không chồng mà chửa cũng thường tình, nhưng cứ nhơn nhơn ưỡn vú cặp mông mẩy rồ ra nhảy tành tạch. Lúc nào cũng háo, lúc nào cũng như có ý mời chào quyến rũ đàn ông thì khó chấp nhận. Hồi Tư Nhâm mới ôm con về sinh sống ở làng cát, dò ra biết đây là kẻ lang trạ không chồng mấy bà mấy chị hết sức cảnh giác. Họ nơm nớp lo lắng và dỉ vào tai nhau rằng căn nhà cuối bãi là cái bẫy, là hiểm họa. Người đàn bà còn trẻ đẹp lúc nào cũng phây phây, lại chỉ sống với một đứa trẻ non dại nơi ngôi nhà vắng đó khác gì miếng mồi thơm. Gái một con non mòn mắt, bọn đàn ông thì cha nào không khoái hà hít mùi lạ, mật ngọt khắc chết ruồi. Mà cái ngữ ấy sao không về quê sinh sống, cứ chi ưỡn ẹo dẫn xác tới làng cát này chớ? Nhiều bà lo lắng đặt câu hỏi. Trời ơi, không chồng mà vẫn có con sao dám về quê? Về đó rồi họ hàng người ta không tụt quần ỉa vào mặt, có là đeo mo. Đàn ông nhà mình thì mình phải giữ thôi. Để bọn ấy chui được vào cái giỏ đó, coi như mất, có người giải thích. Nghe những lời như vậy, Tư Nhâm thấy tủi, chỉ cố co mình lại. Với đàn ông càng giữ gìn, ra đường gặp họ đâu dám ngẩng lên chào to, chỉ nhí nhí cho phải phép rồi cụp mắt lùi thật nhanh. Nhưng sự cố gắng ấy càng như thể là cái cớ để đám đàn ông làng cát tò mò, muốn khám phá. Đã không ít kẻ khát của lạ vờn ve quanh ngôi nhà,
có ý thử cái điều dân làng vẫn xì xèo bàn tán. Xã trưởng Trần Nhũng cũng đã mấy lần ngất nghèo dẫn xác đến. Lão ngồi lì hàng giờ, ánh mắt cắm vào cặp mông rắn tròn như hai quả bóng bơm căng của người đàn bà một con, hỏi đủ chuyện. Và gạ gẫm, gạ rất sỗ. Gạ bằng quyền uy thế lực của mình và điểm yếu của người đàn bà ngụ cư, thân cô thế cô không trốn nương tựa. Sự dị nghị của đám đàn bà và sự cợt nhả của Trần Nhũng cùng đám đàn ông làng cát, Tư Nhâm chịu được. Chị chịu được vì có chỗ bấu víu, dẫu sự bấu víu ấy chỉ một mình chị hay. Song đó là chiếc phao để không chết ngạt trong dư luận, thậm chí lắng nhẹ chút tự mãn. Nhưng những câu hỏi thơ dại của đứa con gái khi đêm đêm mẹ con đã ôm nhau nằm trên giường mới thực sự là những mũi kim đâm vào da thịt. Má ơi, thiệt là con có ba hả? Má không được nói dối con nghe. Con tin má hay nghe lời nói bậy của mấy đứa nhỏ. Không có ba, sao sinh được ra con? Chúng nhiếc con là đồ con hoang. Con hoang tức là không có ba. Tư Nhâm siết bé Thảo vào lòng, nước mắt ứa ra. Vừa thương con vừa nhớ chồng. Đã hơn 10 năm qua, không một tin tức của Tư Lăng. Chị thấp thỏm chờ vờ ngóng đợi như chiếc thuyền con trôi lạc giữa đại dương, chỉ mong thấy bờ. Khi chia tay để theo ô tô ra Quy Nhơn xuống tàu đi tập kết, Tư Lăng ráng nán lại ít phút vụng về xoa bàn tay thô ráp vào bụng vợ dặn. Con trai hay con gái cũng đặt tên là Thảo. Nghe em. Thảo là Thảo Lão. Thảo Hiền là Hiếu Thảo. Tư Nhâm cầm tay chồng cả lên mặt, nén nước mắt vào lòng dạ một tiếng rất mạnh. Đấy là hình ảnh cuối cùng về Tư Lăng lắng lại nơi chị. Đã gần 4.000 ngày. Hồi đó giá anh ở thêm 3 hôm nữa, Tư Lăng sẽ được nhìn thấy mặt con. Vậy mà. Con có thương má không Thảo? Tư Nhâm xoay qua con gái, hỏi nhỏ. Con thương má thương ngoại bằng trời. Vậy từ giây đừng vấn má chuyện đó nữa nghe. Ba con là người tốt, thiệt tốt. Con nhớ chưa? Sao ba không về với má với con? Ba còn bận việc, ba phải đi xa. Lớn chút nữa rồi con hiểu. Ba già hay trẻ má? Tư Nhâm bật cười, chị lấy tay lau nước mắt. 10 năm rồi chẳng rõ Tư Lăng có đổi khác, còn ngày ấy trẻ khỏe nhanh nhẹn như một con sóc. Con giống ba hả má? Giống, soi vào gương con khắc gặp khuôn mặt ba. Vậy mà ba cứ đi miết. Ngủ đi, má biểu không được hỏi nhiều mà. Con cũng có ba, con có ba thiệt, má nhỉ? Thiệt, Tư Nhâm vỗ vỗ vào lưng con và không sao ngủ được nữa. Những lần như vậy, đêm thật dài. Những ngày đó khi trăng lên, Trần Nhũng thường mon men tới. Lão gượng gạo dặn cái cười trên đôi môi dày, nên trông khuôn mặt bì bì dưới ánh đèn dầu cứ như mếu. Chẳng là vui, cũng chẳng phải buồn. Khi bụng phưỡn ra tọa trên ghế không làm lão mặc cảm, lão khoe rằng đã trên 60 nhưng vẫn ăn khỏe, ngủ khỏe. Mụ vợ ba mắt ti hí người ngầu ngậu vậy mà cũng xin chào thua, đêm đêm trốn lão ra phòng ngoài nằm. Lão cười hì hì, hai con mắt híp lại hướng vào cặp đùi Tư Nhâm, ánh nhìn đó như thể mũi dao lách vào cơ thể phơi trần chị ra. Những lần như vậy Tư Nhâm sợ hãi, kêu bé Thảo tới và ôm chặt con vào lòng. Bé Thảo là bùa hộ mệnh của chị. Đừng ngại, mụ nhà này không ghen. Đêm đêm không quậy, mụ càng khỏe. Tư đồng ý thì tôi kêu người sửa lại ngôi nhà này cho đàng hoàng. Tư cũng khỏi đi chợ. Hai má con tiêu pha đáng là bao, để tôi chu cấp. Không cần sống chung với mụ ba nhà này, má con cứ ở đây. Chị ậm ừ chẳng ra đồng ý, cũng không hẳn từ chối. Chị tìm cớ hoãn binh. Quyền thế Trần Nhũng vùng này lớn lắm, để mếch lòng lão là gieo tai họa. Bố con lão có từ ai mà không vu vạ, ăn tươi nuốt sống người ta. Đang xoay sở nghĩ cách ứng đối với Trần Nhũng thì Tư Nhâm gặp hai dạng. Cũng tại làng cát này, cuộc đời sao lắm ngẫu nhiên vậy chớ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tư Nhâm quen thân hai dạng từ ngày hai người còn nhỏ xíu. Nhà Tư Nhâm cách nhà hai dạng chỉ 3 mảnh vườn. Khi Tư Nhâm còn thò lò mũi, hai dạng đã biết cắp sách tới trường. Về chiều, mỗi lần hai dạng ra bãi đổ dế, Tư Nhâm léo đéo gần chân chạy theo. Phát hiện ra hang dế mới,
Tư Nhâm hí hở gọi, anh hai, váng bãi. Rồi chụm đầu hì hụi đổ nước, hí húi đào. Khi dế vọt ra khỏi lỗ cả hai cùng co cẳng rượt, vồ không được dế mà vồ vào tay nhau. Hai dạng chơi dế giỏi nhất vùng. Cuộc chọi nào dế của hai dạng cũng đứng đầu, nhưng con dế quán quân đó gã trai thường mang về tặng Tư Nhâm. Cô nuôi nó trong bao diêm, đêm đêm hé mở một lỗ nhỏ để dế ăn xương. Một buổi sáng, mở bao diêm ra thấy con dế cụ cứng đơ nằm không cựa quậy. Tư Nhâm hốt hoảng bật chạy đạp qua mấy mảnh vườn tới đứng ngấp nghé trước cổng nhà hai dạng. Anh hai ơi, tay run run cầm bao diêm. Tư Nhâm gọi to và khóc tức tưởi. Nhà hai dạng nuôi nhiều chó. Đánh hơi thấy người lạ là chúng sổ tới, nhe nanh nhe vuốt gầm gừ dọa. Nên mỗi lần có việc đi qua đó Tư Nhâm hãi lắm, run rén như kẻ trộm hoặc ngó trước ngó sau rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Vậy mà lần này dám đứng ngay trước cổng, réo gọi. Từ trong nhà hai dạng hơ hải chạy ra, hai dạng xua đàn chó rồi bước tới. Tư Nhâm chìa bao diêm. Làm sao? Hai dạng hỏi. Còn dế, chết rồi. Hai dạng mở bao diêm ra xem. Thiếu không khí, để tìm cho tư con khác, đã còn hay hơn. Nhưng tội nghiệp nó. Thương hả, chúng mình làm đám ma cho nó nghe. Cạnh gốc cây xoan trong mảnh vườn xế đó, bao diêm như chiếc quan tài tí hon được hai dạng và Tư Nhâm đặt xuống một hố nhỏ. Đất và mấy chiếc lá phủ lên. Chiều ấy Tư Nhâm xách chiếc xô méo xẹo bằng sắt tây, bước thấp bước cao lẳng nhẵng theo hai dạng ra bờ sông. Còn dế được kiếm được lúc xế chiều quả như hai dạng nói, đá rất diệu nghệ chẳng dế nào thắng nó. Thằng bạn trạc tuổi hai dạng ở xóm trên ham trọi dế như nghiền thuốc phiện, nì nẻo gạ đổi chiếc gụ bằng gỗ ổi khi chơi xoay tít mù. Hai dạng lắc đầu, hai dạng kiếm hộp giấy vốn dùng đựng thuốc tây, chổ mấy cửa nhỏ bỏ dế vào đó cầm sang cho Tư Nhâm. Xong dế cũng chỉ ở với cô được 5 ngày. Lần này tự tay Tư Nhâm chôn cất, mộ nó được đặt cạnh mộ con dế cụ lần trước. Đừng bắt dế chọi nhau nữa anh hai, tội lắm. Một lần Tư Nhâm bảo, hai dạng nhìn cô cười rất người lớn. Tư đã cảm hệt má anh. Lớn lên gặp kỳ loạn lạc, hai dạng và Tư Nhâm phiêu bạt mỗi người mỗi ngả. Cô theo ba lên cứ, và từ đó bật tin hai dạng. Mãi sau này, khi hòa bình lập lại đã vài 3 năm, có lần cô nghe ai đó nói rằng hai dạng hiện là sĩ quan trong quân lực Cộng Hòa. Cái thông tin tơ nhện ấy thoảng đến vô tình, rồi tắt ngay như lửa nến trước gió không mảy may ấn tượng. Hình ảnh hai dạng nhòa dần theo 5 tháng và khi Tư Nhâm lấy chồng, gần như không còn chỗ trong bộ nhớ của cô. Vậy mà như thể sự sắp đặt có tính định mệnh của tạo hóa, Tư Nhâm gặp lại hai dạng trong trạng huống éo le này. Từ ngày có tin đồn, ngôi nhà cuối bãi đang được thiếu tá hai dạng để mắt tới, đám đàn bà làng cát nhẹ người thở hắt ra như chút được vật nặng vẫn canh cánh đeo trên vai. Biết ở đó có mật ngọt, nhưng đám đàn ông đâu còn nghĩ chuyện sẽ nếm thử. Muốn sập bẫy cũng không dám. Xã trưởng Trần Nhũng biết là mồi ngon, thèm vẫn cố nuốt ực nước bọt vào họng cay đắng nhịn. Tư Nhâm sống yên hơn, nhưng sao rõ đó là họa hay phúc. Một mình một bóng, Tư Nhâm ngồi lệch bên bàn. Chị uể oải lùa cơm vào miệng và lại nghĩ đến bé Thảo. Chị đâu muốn xa đứa con gái bé bỏng, gắn bó với mình như hình với bóng. Bé Thảo không chỉ là niềm vui nỗi an ủi, còn là nguồn lực chỗ tựa để chị bíu vào đặng không bị chìm trong hoàn cảnh chơi vơi này. Để bé Thảo về dưới quê là chị cố tình gạt bỏ mọi che chắn, như con thuyền liều lĩnh chặt đứt dây neo chớ với chống chọi giữa đại dương phúc họa khôn lường. Nhưng ở vào hoàn cảnh chị, chẳng thể khác, thiếu tá hai dạng vẫn kiên nhẫn với tình cảm, mà chị rõ là hết sức chân thành. Bằng nhạy cảm của người phụ nữ, Tư Nhâm nhận ra tình yêu nơi anh, kỷ niệm cũ xưa và hoàn cảnh hiện tại là cái cớ thuận chiều để người đàn ông này có lý nghĩ về một kết cục có hậu. Và nữa chẳng đã có lúc chị giật mình mặc cảm rằng nói dối mãi con người với tình cảm chân thành này như thể là có lỗi. Không hẳn trong chị đã không có những khoảng thời gian thoáng chút bối rối, nơm nớp lo lắng về một tai họa mơ hồ nào đó.
và chị sợ, con người chị vốn yếu đuối. Rồi với những nhận biết về tâm trạng lo sợ ấy nơi mình, chị đã mấy lần đề nghị với Sáu Sinh cho chị được già cứ. Đó là giải pháp chị nghĩ hữu hiệu nhất. Nhưng mỗi lần chị nằn nèo trình bày, Sáu Sinh chỉ lần lữa hứa. Thời gian không ủng hộ, hầu như tối nào hai dạng cũng tới. Anh van vì cầu xin, vụng về nhưng chân chất cảm động. Lần gặp Sáu Sinh gần đây, chị đã nói như là khóc. Chú ơi, chú không thương con sao? Sáu Sinh thở dài. Chú thấu nỗi khó xử của mày. Nhưng... khó quá ha. Thôi được, cứ cho bé Thảo về dưới quê rồi chú tính. Dạ, Tư Nhiệm như chết đuối vớ được cọc. Mày nghĩ mày ở trong tình trạng này, chú không khổ tâm sao Tư? Công việc sắp tới rất cần đến cháu. Chị rõ tâm trạng người bí thư tỉnh ủy chớ. Dễ gì có được một cơ sở với vỏ bọc ngon lành như Tư Nhâm ở làng Cát, vùng chiến lược ven biển này. Khó khăn lắm, công phu lắm chú Sáu mới kể được chị về đây. Chị chưa làm được gì cho tổ chức, nhưng như chú Sáu nói nuôi quân 3 năm chỉ cần dùng một lần. Sáu Sinh đi rồi Tư Nhâm thử ra, thương chú lại thương cho hoàn cảnh éo le của mình. Và trong nỗi bất định ấy, chị luyến quýnh sắp xếp để con gái về quê sống với mẹ. Được già cứ là êm xuôi mọi chuyện, chị thở dài và nghĩ. Tư Nhâm lùa nốt bát cơm rồi đứng lên thu dọn. Chị rõ tối nay hai dạng lại tới. Chị luống cuống không thật rõ mình mong chờ hay lo sợ. Nhưng điều này thì chị biết từ ngày hai dạng xuất hiện, cuộc sống của chị hình như có xáo trộn. Chí ít con người này đã đánh thức, làm sống dậy trong chị cả một quãng tuổi thơ ngộ nghĩnh và vô tư, chân trần lăng tăng trên cát hơ hải trước gió trước nắng. Dòng sông khu vườn và cả đàn chó vẫn sổ ra nhe răng trêu Tư Nhâm, tất cả ngỡ đã quên bỗng chốc hiển hiện thành kỷ niệm. Nghe tiếng động cơ xe máy dừng trước cổng, Tư Nhâm khẽ thở dài. Tư ở nhà không? Giọng người đàn ông sởi lời cất lên. Chị vuốt nhẹ mái tóc, bước ra. Chào thiếu tá, chị nói, cũng nhận ra giọng mình không thật. Nó lạc lạc thế nào? Hai dạng dựng chiếc Honda sát hiên nhà, bước vào. Thiếu tá, anh cười, nụ cười rất tươi và thỏa mãn. Tôi nói nhiều lần mà em đâu có nghe, gọi bằng thiếu tá xa lạ và kỳ quá. Sáng nay tôi cũng qua mà em đi vắng. Thiếu tá cũng có nhiều thời gian vậy sao? Tôi đi viếng mấy người chết do lính của thiếu tá bắn đó. Chiến tranh mà khó tránh, nào có ai muốn vậy. Nhưng tôi cũng buồn lắm. Bản tính tôi chắc em rõ, hai đứa đâu mới quen nhau. Chúng mình đã có một thời tuổi thơ. Ta nói chuyện khác nghe Tư. Tư Nhâm im lặng. Chị ngồi xuống phía bên kia bàn trước mặt hai dạng, lúng túng rót nước. Em còn nhớ thời léo đéo chạy theo bọn con trai ra bãi bắt dế nữa không? Vậy mà đã bao nhiêu là thời gian rồi. Đời người thiệt ngắn. Không có loạn ly, không có chiến tranh khiến mỗi đứa một nơi, cảnh ngộ chúng mình chắc đã khác. Những năm kế đấy tôi vẫn có ý tìm em suốt đó chớ. Tư Nhâm cố nén hơi đang dồn lên lồng ngực để khỏi bật ra. Đã mấy chục năm, thiếu tá nhắc lại chi. Người ta có số cả, là tôi nghĩ thế. Thời trước ông già có ý cho tôi học trường bách nghệ, ai rẻ lại vô lính rồi đi học trường võ bị loay hoay thế nào lại về đây và gặp em. Định mệnh cả đúng không? Đời tôi vẫn còn may mắn. Thiếu tá cứ giễu hoài, loại đàn bà không chồng mà có con đáng giá gì. Tuổi trẻ ai chẳng có lúc bồng bột vấp váp, đàn bà như em được mấy người. Tôi ái mộ là ái mộ thiệt lòng muốn được cùng em làm lại cuộc đời. Phải đâu hạng lừa lọc chơi bời. Chẳng rõ sao khi gặp em, tôi lại muốn có một gia đình. Thiếu tá đừng nói vậy, phụ nữ đã mất danh tiết. Trước đây em đâu là người mặc cảm cố chấp hoài vậy. Tư, chuyện đã qua thì cho qua luôn. Chỉ cần tôi hiểu em, tôi thông cảm thương em là đủ. Mà bé Thảo cũng phải có người đàn ông để nó kêu bằng ba chớ. Tư Nhâm khẽ rùng mình. Rất nhanh, có cái gì đó như thể là nỗi lo sợ vô cớ ập tới len vào tỏa ra. Hình ảnh Tư Lăng với bàn tay vụng về xoa xoa lên bụng vợ. Hôm anh đi tập kết cách đây hơn chục năm như một cuộn băng được tua lại. Con trai hay con gái cũng đặt tên là Thảo nghe em. Tư Nhâm thoáng bối rối.
bé Thảo có ba chớ. Ba bé Thảo là người đàn ông tốt, chị tự nói với mình để trấn an. Sao em làm thinh vậy? Tôi nói không đúng sao? Tôi yêu quý bé Thảo và muốn làm ba nó. Vậy mà em luôn ruồng rẫy xua đuổi tôi. Tại sao vậy Tư? Tôi đã làm gì để em coi thường? Có phải lỗi của tôi là quá si mê em? Nếu vậy xin em nói một câu, chỉ cần em nói rằng tôi là kẻ xấu xa không xứng với em, tôi sẽ đi ngay. Trời ơi! Tư Nhâm khẽ lắc đầu một cách vô thức. Nhưng giọng chị lại khác tỉnh queo. Thiếu tá nặng lời rồi. Ở vùng này, ở thị trấn này, nhiều cô gái trẻ đẹp muốn được thành hôn với thiếu tá mà. Tôi là gái lỡ lầm. Thiếu tá đừng theo đuổi nữa. Không theo đuổi nữa? Tại sao? Tại sao chớ? Hay tôi không phải là một thằng đàn ông? Hai dạng nhìn Tư Nhâm, ánh mắt vừa như cầu xin, lại có cái gì bực bỏ. Em nói đúng, ở cái thị trấn này, ở cái làng cát này, chỉ cần tôi nhẹ búng tay nhiều cô gái sẽ chạy theo. Tôi có thế, tôi có quyền, nhưng tôi không thể quên em ư? Phải, giá như tôi may mắn có cái khả năng ấy. Trời hành mà. Tôi có lỗi gì chứ? Em mặc cảm về mình. Vậy em nghĩ tôi cao giá lắm sao? Tôi cũng là thằng đàn ông đã từng có một đời vợ, một mụ đàn bà lăng loàn đỏng đảnh. Bởi đã từng sống với người đàn bà như thế, nên tôi mới thực sự rõ giá trị em có. Tư Nhâm nói như kẻ vô hồn. Nói chi những điều ấy, thiếu tá. Khi người đàn bà đó vơ mọi thứ trong nhà bỏ đi theo trai, mà theo ai? Theo thằng đại úy bạn thân của mình mới đâu chớ. Tôi đã thù ghét đàn bà. Tôi túc trực ý thức coi thường, khinh bỉ. Để đỡ đau lòng, tôi xin chuyển đến vùng cát ven biển này. Ai dè tôi gặp lại em. Em đã đánh thức những gì nhân hậu trong tôi. Em là cứu cánh của tôi Tư ạ. Em rõ em có ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời tôi không? Vậy mà tôi đưa quà nhờ em có dịp biếu ngoại bé Thảo. Em trả lại. Tặng em vật kỷ niệm em từ chối. Tôi muốn được em cho về dưới quê chào ngoại bé Thảo. Em không nghe. Tôi biết làm gì để em vui đây Tư. Thiếu tá thỉnh thoảng ghé lại thăm. Với gái này đã là hân hạnh. Tư Nhâm buông một câu sáo mòn vô hồn trơn tuột. Cũng không thật rõ mình nói gì. Chỉ giống cái máy lắp sẵn chương trình. Ấn nút liền buột ra những lời vô cảm. Mỗi lần hai dạng tới rồi nuối tiếc khó hiểu và thất vọng ra về. Tư Nhâm giống cái bóng ngồi lặng trên ghế mệt mỏi như một diễn viên không chuyên vào vai thiếu thuần thục, buộc phải lên sàn diễn. Nhiệm vụ của chị là đọc những lời thoại khô cứng áp đặt, không phù hợp trong một kịch bản tồi. Đã từ lâu chị không được sống đúng như bản tính mình nữa. Chị là diễn viên, cuộc đời là sân khấu, chị phải tuân thủ, phải ý thức vai trò đó. Có những lúc chị hoang mang, không phân định được một cách rành mạch những cuộc đối thoại của chị với hai dạng là thật hay giả. Đó là đời hay vai diễn. Điều nghiệt ngã là giữa đời thường và sự nhập vai cứ đan cài trộn lẫn, khó phân biệt rạch ròi để rồi buộc người ta đáng ra có thể sống thật hơn, đơn giản hơn, cởi mở hơn lại phải giữ miếng lửa nhau. Hoàn cảnh đã tạo nên những nhầm lẫn thật trớ trêu. Những đêm vắng con khi hai dạng đã ra về, trằn trọc một mình trên giường, Tư Nhâm không sao ngủ được. Chị nghĩ mông lung đủ điều. Và cuối cùng bao giờ cũng vậy, dù đã cố kiềm chế bằng vai trò thực tại mình đang cõng trên vai, người đàn bà trong chị với bản năng giới tính mạnh mẽ bị kìm nén lại có cơ bị đánh thức. Vẫn có một tiềm ẩn nào đó, giống như mạch nước ngầm âm ỉ bấy nay cứ xuyên qua cơ thể, đòi hỏi thúc ép khiến chị choáng váng, máu dồn lên mặt nhức buốt. Chị vật vã, giải tỏa bằng những kỷ niệm chắp nối rời rạc. Nhưng hình bóng Tư Lăng cường tráng liều lĩnh chỉ kịp giật tuột chiếc quần, mạnh mẽ đổ vào chị đam mê cuồng dại trong những đêm hai người gặp nhau vội vã, sau lần anh đi đâu đó về cách đây đã lâu lắm, mờ nhạt, không lấp kín những khát thèm bản năng giác bỏng. Tư Nhâm chống chếnh bài hoài, thân xác cứng đờ lại nhão ra. Chị liền liều lĩnh tưởng tượng tới những điều cụ thể gần gũi hơn đâu đó. Nhưng sự nghĩ ấy, hệ quả của một ước thèm cũng xa vời mông lung, không làm mở tan những đòi hỏi rắc rối chập chờn nhưng có thật. Chị ương ngạnh chống chọi cố xua đi những ảo giác, gắng quay về với hoàn cảnh thực trong vai trò chênh vênh của mình, nhưng bản năng tiềm ẩn sức mạnh khó lường lại có bóng tối và nỗi cô đơn làm đồng minh, nên ít khi chị thành công. Chị vẫn bị hành hạ,
Những lúc chới với mệt mỏi trong cuộc giằng co bất lực đó, chị vùng dậy một mình đi lang thang hành xác ngoài bãi tự phơi thân dưới ánh trăng, hoặc lột bỏ quần áo ngâm mình xuống nước nhờ sóng vuốt ve mà nghĩ về những điều không có thật, để hôm sau lại nhập vai trong thói quen đã thành ý thức. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tập nào. Hẹn gặp lại các bạn.